Cẩm Long Vivus VK921 với chiếc đẩy 7DAC, một bộ sản phẩm rất là nhỏ gọn, ngắn, thu gọn về diện tích cũng như là về các thiết bị. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được kinh phí và việc là cái hiệu quả, hiệu năng của nó không bị ảnh hưởng. Cái bản bộ mic VK49 này nó đã là hay rồi, nó làm cái này rồi. Nó đi theo bộ của nó, nhưng quan trọng là mình xem cái tầm của nó, là độ nhạy, độ âm thanh của nó hát nó vẫn thế. Thì còn cái này nó chức năng nó chỉ có thêm về cái tính chất là gọi xa hay là tự ngắt mấy cái công gia đình nhà mình thì mấy khi đi đến tận mang đi anh thấy nó có cái logo này nó có bán đồ của em. Vâng ạ, em là tổng đại lý. Em xin tên điện thoại. Tên Nguyễn Văn Trọng. Số điện thoại 0946. 0946 ạ. 289. 289. 089. 089 thôi ạ. Địa chỉ của mình ở đâu? Đỗ Xá Yên Thường. Đỗ Xá. Đỗ Xá Yên Thường ra đâu? Cho anh là đi ô tô vào không? Không vào, anh ở trong ngõ. Vậy thế em ấy để sắp luôn để về cùng anh luôn. VK921 X7DAC Mic VK49 tổng là 15. Thì anh mở hàng buổi sáng là tặng anh đi cà phê sáng. Đi cà phê sáng 200 còn 14 và mic kia là mới hay là mới hết, toàn bộ mới hết, tập hợp hết.
toàn bộ ba cái này là theo hãng của nó. Vâng ạ, đồng bộ thương hiệu, đều là đổi. Nói chung cái hay của nó là nó